Tử Vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956 tháng 6 âm lịch năm 2022. Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người tôn kính. Thưa quý vị, những người tuổi khỉ vì thế mà lúc nào cũng thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình. Họ là người có uy quyền, có địa vị. Và những gia chủ tuổi Bính Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó chính là niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy thưa quý vị, những gia chủ tuổi Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy mà trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho mọi người những nguy hiểm đang rình rập phía sau. Và thưa quý vị, nhờ vào sự tinh tế mà những người tuổi Bính Thân dễ dàng có thể thấu hiểu được nỗi niềm thầm kín của những người khác. Và từ đó thì họ sẽ tìm cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Và trong tháng 6 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Bính Thân họ phạm phải xung thái tuế. Đây là một năm mang lại nhiều khó khăn trắc trở đối với tuổi này. Và đương nhiên, với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì những khó khăn trắc trở đó không làm cho những quý vị gia chủ tuổi Bính Thân nhụt chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 Nhâm Dần thì những gia chủ tuổi Bính Thân có thể dễ dàng vượt qua được những khó khăn này. Tử vi học dự báo, tháng 6 âm lịch chính là thời điểm đột phá của quý vị gia chủ tuổi Bính Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của quý gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi video chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Thân nói chung và tuổi Bính Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 theo ngũ hành bản mệnh là hỏa, tức là lửa, thường có sự quyết đoán cùng với ý chí cứng rắn. Luôn kiên trì, bền bỉ đến cùng theo đuổi đam mê của bản thân. Đây là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ và che chở cho cả đội. Tuy nhiên đôi khi vì quá cứng đầu, bảo thủ, không nghe lời mọi người nên mối quan hệ đồng nghiệp cũng gặp phải nguy cấp. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bính Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những người xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên can bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi trở thành nguy cấp. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt, sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Bản thân, sinh năm 1956 sẽ đón một tháng mới với không quá nhiều may mắn. Nhưng mọi mặt cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống, tình cảm không có nhiều biến động. Bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Bính Dương hỏa gặp Đinh Âm hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với quý vị gia chủ tuổi Bính Thân trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này không phải là quá may mắn, đối với những người tuổi Bính Thân, cơ hội thăng tiến không tự dưng mà đến, gia chủ cần phải cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp hoặc đối thủ thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, gây ấn tượng với cấp trên. Tuy nhiên, về mặt tích cực mà nói, tháng này còn có khá nhiều cơ hội để thách thức bản thân cũng như là rèn luyện kỹ năng của mình. Nếu sức khỏe tốt và cố gắng không ngừng thì cuối năm bạn sẽ có được những thu hoạch lớn lao.
Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 6 âm lịch, tài lộc của người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy Lộc Tài, tình hình sức khỏe của bản mệnh không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Điều quan trọng là bạn phải biết duy trì tình trạng này, như vậy thì mới có tinh thần và sức lực đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên tử vi tháng Đinh Mùi nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ. Tuổi này của gia chủ sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu nữa, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ, mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích. Các quý vị gia chủ Bính Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người sinh năm 1956 gặp vận đào hoa trong tháng, điều này tốt với những người đang sống một mình hơn là những người đã có gia đình bền vững. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần chú ý giữ mình, không nên tiếp xúc quá gần gũi với những đối tượng khác giới. Nếu có khúc mắc xảy ra giữa vợ chồng, đôi bên cần trao đổi tâm sự và bao dung hơn. Tháng này gia đình bạn sẽ có một chuyến đi xa, đây chính là cơ hội để gia đình bạn thêm gắn bó sau những sai lầm, cãi vã thời gian trước. Hãy tận dụng thời gian này bên cạnh những người thân của mình. Với người đang sống độc thân, bạn có thể thử mở lòng với bất kỳ mối quan hệ mới, có thể tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Bính Thân trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 6 năm 2022, tức ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân.
Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Thân trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Bính Thân 1956 trong tháng 6 âm lịch. Qua đó quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì trong tương lai để có thể được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức mới nhất của chương trình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.